nó đáy mà nó ra có hai lỗ à. Bởi vì mình chỉnh cái máy này mình tức cho mình đổi bét qua bên kia luôn mà chạy không được. Chơi ngay đầu luôn. Ừ. Đúng rồi. Đó, vậy là máy bằng mạnh đó. Mới chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hiện tại thì mình đang ở An Giang cùng với Lộc. Thì hôm nay để xem Lộc chỉnh sửa một cái chiếc máy cài Yanmar US45. Thì chiếc này là anh chủ máy cài có chia sẻ là mua nghĩa địa. Cho nên là tình trạng thì anh mua về từ trước tới nay thì chưa có chỉnh sửa gì hết. Nhưng mà hiện tại thì đang bị khói trắng ha. Rồi để tránh mất thời gian các bạn xem thì bây giờ sẽ tiếp tục vô vấn đề luôn, là để cho Lộc đề máy lên kiểm tra cái máy này đang bị cái gì và xem Lộc khắc phục như thế nào nha các bạn. Động cơ bên trong là còn một con Yanmar 4T84 các bạn, khá là bự ha. Hai cầu lái trợ lực. Chiếc này thì phía trước không có dùng mấy cái cục tạ nữa mà chơi chưa gắn ha. Cái xích này để dòng kéo thôi. 4T84 tua hàng 7. Cài cũng tại vì hiện tại thì đồng đang cắt các bạn, chưa có hết cho nên là chưa có xới, mà chỉ có chạy cái máy cài không, chạy rất là xa lại đây để cho Lộc kiểm tra tình trạng. Thì khối thì nãy đề lên thì thấy cảm thấy nó sương thôi, không có đến nỗi là gọi là khối nhiều nha các bạn. Nhưng mà sẵn nghe tin Lộc này thì chạy lại để cho Lộc kiểm tra thời gian. Giờ ha. Rồi trước đó thì mình chạy cũng ổn ha. Dạ. Rồi mình đề máy. Rồi đề máy nha. Để người mua lửa. Số rồi hết chưa? Không không. Bà nội mẹ nó không ăn nhớt mà dân mà nó phát khói trắng hoài vậy. Không ăn nhớt bị khói trắng hết chứ. Rồi cái này tháo bu lửa gan cái mới được. Máy này là bị đầu tiên là bị hở cò, máy này chịu xèo à. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai bị dính bét, cái thứ ba nó heo dầu lắc bị chặt.
cái máy này là lợn heo chạy mặt mà lắc chịch heo dầu rồi. 12 á, đó là cái nguyên nhân của cái máy cài. Đây thì bây giờ chú xe các bạn, chú mới cài chứ không phải chú xe hoài. Đang tháo một cobo ra ha. Thì nói gì những cái động cơ máy dầu hiện tại bây giờ như là 10 cái hết bà, nó 9 cái là bị gọi là dính bét rồi. Chắc có lẽ là nhiều khi các bạn xem video về lọc chỉnh sửa sao tại sao cái nào cứ cũng khoáng là dính bét rồi này kia. Thì động cơ máy dầu với lại là mua bãi mà các bạn, đâu phải là mua mới 100% đâu. Thì những cái tình trạng đó thì rất là có thể là xảy ra. Và thêm một cái nữa bạn và mọi người cũng như là cái người đang sở hữu một cái động cơ đang bị tình trạng gọi là khói hoặc là yếu thì mới lên một cái nền tảng nào đó tìm từ khóa là động cơ yếu hay là động cơ này kia thì mới gặp lọc, thì biết lọc sửa máy như vậy đó, cho nên là mới gọi cho lọc đến sửa thì tình trạng sẽ na ná nhau gì như vậy ha. Thì các bạn đừng hỏi sao mà lọc có nhiều đó mà cứ phán bệnh như vậy hoài. Nhưng quan trọng nhất là sau khi mà lọc giao xe hoặc là máy cho bên chủ người ta, các bạn hài lòng là được ha. Đó là một cái nguyên tắc làm việc của lọc thôi. Bộ này thì bộ ấm nó dính liền vô cái bộ dưới này luôn ha. Có cực bộ luôn. Và nguyên nhân bệnh thì lọc nói là dính bét, lắc heo chặt thở cò rồi như vậy thôi. Lọc là sẽ tiếp tục kiểm tra thì thuốc liệu cho chúng là mình tháo cái bồ ha, cái bồ phải nó dính chùm nhìn rất là đã. Có biệt danh là phân tẳng nha các bạn. Đây giờ đúng cái đó rồi. Nghiêng nghiêng. Đó. Tặng cho em quay được. Phần nắp cò. Đầu chí không sao lọc. Đất đó. Em quay mát mẻ không? Nóng giống như tùng chùi ha. Thì lọc sẽ đây. Sáng giờ thấy chắc là cũng kinh nghiệm về máy của bạn, mới nhìn là biết cốt máy luôn rồi. Lọc chưa kịp nói ha. Rồi, lọc cái nào hết. Khói đều bốn máy luôn. Rồi,
xe thì nó có một cái tiếng là nó nổ hơi ghiên biệt các bạn, hay chạch 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 ghiên ha. Là cái máy số 1 nó chạy nó mới có tiếng đó. Còn mấy kia thì nó đã chích queo rồi các bạn. Dạ dạ bật cái nó bình thường nè. Ra ra ra. Ra là. Đây là tình trạng chết ba máy các bạn. Cũng như nó ra khói là nó không phải là nó sống không? Đúng rồi, nó chết. Ờ, đúng rồi. Đúng, hiểu luôn đó. Dạ, 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 biết máy chết hay không nè, bởi giờ bệnh vô nó vẫn bình thường nè. Giai đoạn lọc sẽ chỉnh sửa ha. Bạn ơi, đừng giữa. Bây giờ tài xế sẽ tháo cái nắp còn ra để xem là còn nó có hở như lọc nói như ban đầu nha các bạn. Đây bây giờ đang tháo cái nắp còn ra để kiểm tra cái tình trạng còn. Vậy có phải hở không mấy anh? Ít ạ. Đâu à anh, chú xe lại coi kìa chú. Thầy chú lại gờ luôn đi. Đâu, lắc đây, lọc. Sợ kêu xe đa quả gì sợ không nổ. Quá, từ cái máy 1 đến máy 4 luôn các bạn. Điều này trên cho chú cho bạn xem. Máy người ta lắc đi. Rồi, lắc đi, lắc đi. Sửa đi. Lắc đi, lắc đi. Không làm gì nữa. Thầy biết rồi. Sửa rồi mà. Thì anh biết bệnh con anh rồi. Biết bệnh của anh rồi. Đó anh kêu lên bà ngộ đó. Chứ phải anh không biết. Còn hết chân. Rồi, ok, đó là bằng chứng để cho lọc. Máy này chạy liên tục bắt đầu đón trời. Đây các bạn, để mình quay cận cảnh cho mọi người coi là dễ thấy hơn ha. Đây. Cũng có thể là còn nữa là tại vì nhiều khi cái gói cam của chiếc đũa nó chưa có xuống hết đó các bạn. Cũng có thể là còn nữa ha. Tại vì cái này là cái máy tắt ngẫu nhiên. Đây. Trời ơi. Để cho 5 triệu được rồi đó. Nè, bích chịch chưa? Nè, bích đầu bếp luôn. Rồi, để giúp mình coi cái một luôn. Gắn vô luôn đi, gắn trên này luôn đi. Để cái sim của mẹ đó luôn đi, rồi gắn vô trên này luôn đi, để em gắn điện tử rồi. Gắn đi đó đi. Lấy cái sim đó gắn qua máy này. Tiếp tục tháo. Gắn đi hai sim đi. Số 2. Để đi rồi chiều về máy quay điện thì ông chế lợi giùm. Gắn qua đây thì cũng nghe vậy. Thì mình... thì bảo vậy. Thì gắn qua máy này cũng nghe. Ủa, mày đó chiều mà điện mày đâu mà sợ nghe. Nào cũng nghe. Mày dạo cho mày dạo nghe đi. Đây mua máy con này mà, mua máy kia dính cái. Đây số 1 còn chạy nè, còn đẹp nè. Đây lấy theo cây số 1. Ừ. Rồi. Máy còn khô ha. Đúng rồi. Đã cái máy kia nó không hỗ trợ 4G gắn vô hoài nó cũng bị gian vậy hoài. Đưa vô rút liền. Hồi xưa mình chưa có G7 là mình lấy nước đá không? Ừ. Chạy đường này. Nước đá lậu. Đảo lên nhà anh ba được không? Đó, đó, chạy đường đó đổi xe nghe. Đổi xe kia đi, xe này chơi. Lấy xe kia về đi. Cái tiền mua đấu cái gì à? Đậu xe coi xe kia về đây. Xe kia đưa tôi đi tôi. Nhảy chứ nè. Nó đâu kêu SS như của người ta. Mà nó không ra xương luôn kìa. Nó gặn không à. Ra có hai lỗ à. Nó chảy thành vòng luôn nè chứ. Được ba lỗ rồi, nghe khách lỗ. Này chắc bé kim nữa ha. Kim. Alo. Được ba lỗ. Ba lỗ à. Thì cái bé số 2 ha.
mày níu mà phê ở đâu rồi hả? Cây này cũng đáy nó không có đáy luôn chứ đáy nó đáy mà nó ra có hai lỗ à, còn hai lỗ à, nó ba lỗ rồi đó, sẵn thẳng đó cho nó mau lại nó bị đai rồi, bị đai rồi nó gặn gì các bạn lên dàn lỗ lỗ nó. Nghiêm trọng như cây đã tào lao. Đây cây thứ ba. Rồi. Ba lỗ. Thôi cái này nước nó ra dữ vậy ta. Ba lỗ cũng đáy luôn. Alo. Rồi nó ra. Đáy luôn mà nhiều. Má chạy khô trắng không luôn. Xuống cấm không có bệnh thì chạy vô rồi ông bung chạy không chút nó mới lên thoát lên được là máy nó yếu rồi chạy không mà lên nổi nhỏ chạy vô rồi đi vô chơi cái máy để đâu có ăn nhớ có gì đâu mà nó yếu chạy nổi nó bị vậy đó nó chạy không nổi nó ăn dầu nữa ăn dầu hơn có thể được bốn lỗ bốn lỗ mà không xương đại bét hết trơn rồi kêu lên chén đâu đem đũa đến luôn đây giúp đỡ tôi chịu trả chén đổ luôn. Mà ổ vô đây ăn bốc. Tới đầu 19 là. Sắc mặt của anh chủ xe đã thay đổi sau khi là Lộc đã thử bốn cái bét. Bốn cái bét mà đái kiểu này là máy chạy ăn dầu lắm ha anh chủ. Cũng ăn. Ăn hơn trước. Bây giờ thì Lộc sẽ tiến hành vệ sinh, sau khi Lộc vệ sinh xong thì mình sẽ cho mọi người xem lại cái tình trạng bét vệ sinh xong ha. Giờ này cũng tối rồi, nãy giờ thì Lộc đã hồng cái bài á, bạn chỉnh rồi đó. Đó. Ganti ha. Sao? Ganti nè. Đó, bởi vì máy gì sao không nhảy được. Thôi để dưới á, để dưới. Giờ bốn xa xa. Không, để xa xa. Quay ngược hoặc đúng rồi. Không ngay, không ngay cái chơi ngay đầu luôn. Ừ. Đúng rồi. Đó, vậy là máy bao mạnh đó. Thì bốn cái này, cái này là Lộc mới khắc phục đầu tiên các bạn. Nãy giờ thì bạn coi quốc lên cái nữa coi để cho nó chạy ganh tay lại sấy cái lớp bê này thực sự là mất thời gian khá là lâu. Thấy không? Máy chạy ganh tay nè. Đó, vậy nè. Đó. Con ngoài ha. Thấy không? Rồi chạy cá lớn rồi. Trời đất ơi. Cho cái quạt đứng lên. Rồi nó tay à. Chị cao quá đâu cái chị ganti đã nổ rồi ngon hơn nãy rồi chưa ngon để ở dưới trời đừng có để ngang để không có để xa cái này mà để dưới rồi. Quay ngược lại đó bật gì trời vẫn đứng quẹt lên gì đi rồi à, cao lên rồi không ngay ngọn đâu có chế ngọn mới được ừ bum thì cây này là mới cây thứ hai đạt luôn các bạn, thật sự là chưa có đạt nha, quẹt là phải vậy như vậy nè, nhìn chỗ nào gọi là phải vậy cái gì từ từ, rồi rồi để em, ha, này ganti nè, máy chạy ganti nè, đó, rồi mạnh nha, tắt hơi lại, rồi ok, nếu mà muốn cháy nhiều đưa ra ngay đây thử coi. Đây. Cho nó chính xác luôn. Ra ngoài phun vào dòng phun ngoài phải không? Đưa ngay nằm ngay bơm đi cứ bơm cứ bơm, bơm đi cứ bơm. Chưa đưa trước còn mới phun được. Sao thấy? Ừ, vậy là phun ngang. Phun ngang mà. Nè. Đó. Thôi rồi. Này. Đây là cái bé cuối cùng các bạn ơi, số 4 rồi. Rồi bây giờ thì Lộc sẽ chuẩn bị xây cái mấy cái bé hồi giờ này là 10 giờ các bạn. Tại vì Lộc thì làm thủ công cho nên là rất là mất thời gian rồi bây giờ sẽ tiến hành ráp vô ha. Nếu như mà Lộc kêu bên máy cài cảm thấy cái bét đó mà nó hơi bị sọc hay này kia các bạn thì thay thì nó rất là nhanh
Nhưng mà bản chất công việc của Lộc thì cái nào mình cảm thấy trong tầm tay của Lộc mà còn khắc phục được thì Lộc sẽ cố gắng làm, khi nào được mới nghỉ ha, còn không thì mới thay. Chứ vô sau khi mà kiểm tra tình trạng xong thì báo thay liền thì Lộc không có chịu vậy các bạn. Cái này mình cũng xin chia sẻ hơi sâu một chút xíu, tại vì cái lý do bản của Lộc á là từ một người nông dân là hơi khó các bạn, hơi khó khăn á, cho nên là biết những cái người ta sử dụng máy, người ta nó bị tình trạng cái gì, nếu mà thay thì nó tốn khá là nhiều tiền, cho nên là với một cái suy nghĩ như vậy, Lộc nó mới là có một cái cách làm việc là cố gắng hết sức và tìm hết cách đó các bạn, khi nào mà chịu hết nổi mới thay ha. Xiết mấy cái co bét lại ha và chuẩn bị đề lên coi phát nổ đầu tiên. Thấy bọt không mà không thấy dầu bắn lên các bạn. Là nó có đúc mã số khác mà bét nó lớn hơn là nó sẽ dụng tóc.
dầu nó qua nhiều hơn của người ta. Đó là đó bốn HCO đó. Bởi vì cái chung bởi vì ba cái bét kia tại sao chạy đều mà cây này chỉnh tới cuối cùng mà sấy hoài luôn mà nó không hết. Chỉnh nãy giờ thì nó nổ trước. Cái nó nổ trước á, cái này nổ trước. Biết đâu khó không? Giờ phải mua này chạy lại mua bét của Giang Ma hư mình đó. Bét ăn nở ép của mình TF là nó đó. Lâm xiên cái con này ở đây không có nhà bán lại cho mình. Nở ép TF rồi đó. Cái này người ta đóng cửa hết trơn. Giờ này 10 giờ đi mà. Cái này đâu có. Này bây giờ thì lọc chỉnh lấy được sớm. Thay bởi vì thay chặt cái bét đâu có chạy được. Bởi vì mình chỉnh cái máy này mình tức cho mình đổi bét qua bên kia luôn mà chạy không được. Vậy là nãy chú cũng có ngồi coi quan sát là cũng công nhận điều đó hả chú? Lập nó cố gắng hết sức các bạn. Tại vì cái bét này lúc trước là bởi vì nó cái này nó chặt cái mã số rồi ta rồi chỉnh cỡ nào chỉnh hết tại bét nó chặt mã số nó lùng cái bét rồi. Cái nào nó cũng có cái bản viên của nó thì lúc nào cũng chuẩn. Chỉnh ra là chỉnh quá thì bò nó hai bét là hai tàng hay gì. Nó đúng không các bạn. Là xe mua bãi các bạn. Cho nên thì cũng bị gọi là làm nó tiếng bùa thì nó hơi bị
đầu tiên á là cái máy số 1 là nổ rất là đạt. Nhưng mà từ khi mà Lộc đổi mấy cái bét, tức là đổi cái bét nó nằm vị trí nào là nó sẽ khó vị trí đó, đúng không chú? Đúng rồi. Dạ. Nãy lúc đầu mọi người xem á là cái máy số 1 á ha. Nhưng mà Lộc lấy cái bét máy số 1 giờ đổi qua cái máy khác rồi. Cho nên là nói chung là cái bét đó giờ nằm đâu thì khối đó. Là máy nào cũng khối máy nấy. Yeah. Nãy mình giờ cảm giác vô là nó giống như cái hơi mà tống ra vậy các bạn, chứ nó không phải là nóng. Còn ba cái máy kia thì cảm giác nó nóng. Thì ở trong video mình cũng từng nói các bạn, nếu một động cơ nào Lộc khắc phục được thì Lộc sẽ cố gắng khắc phục hết mức có thể. Trừ khi nào là không nổi mới là đi mua đồ mới ha. Và mình nói vừa xong thì cái động cơ này nó đã có một cái hiện tượng khi mà Lộc gắp bét vô các bạn, thì chạy là lúc đầu là cái máy này nó sẽ có hiện tượng là khối, rồi Lộc tức quá mới rút cái bét từ bên đây đưa qua đây thì cái này nó sẽ khối. Nhưng mà đã vệ sinh rồi sấy các kiểu rất là nhiều thứ nhưng vẫn không được, cho nên là hồi hôm thì quá trời khuya rồi các bạn. Rồi Lộc mới quyết định là mới bàn với bên chủ máy cài là sẽ mua cái bộ bét mới. Lý do là hồi hôm như các bạn biết đó là cái bét nó không có giống với lại cái máy zin á, cho nên là hôm nay thì Lộc kêu bên máy cài thì cho nên là mua, quyết định là kêu bên máy cài mua cái bộ bét mới ha, ý một cái bét mới. Đây các bạn, thì do là hồi hôm á tối quá đi nên là không có cửa hàng nào bán. Đúng đầu dân mạng. Để sáng nay, khi mà sáng nay không mua đầu giỏ, đã đặt mua một cái bét mới về để thay thế vô ha. Nè, tem dân ma luôn. Trời ơi. Đây là sau khi lọc ráp cái đầu bét mới vô ha. Đúng là đầu mới ha. Đầu mới với lại là đầu chính hãng của Giang Ma. Này áp còn đang cao, hạ áp lại tí xíu. Còn cây giặt đang ra tôi nữa Lộc. Chưa? Còn cây mới giặt ra tôi nữa đó hả? Đúng rồi. Đó. Qua mấy ổng rồi đi về không hôm chạy về mà mình đó. À. Đi siêu. Thì bây giờ thì Lộc cũng đã căn chỉnh cái bét mới cho nó đúng thông số mà Lộc mong muốn rồi ha. Giờ đi. Rồi lấy cái hộp quẹt thử bật lên thử thường. Bây giờ sẽ tiến hành gáp vô cái máy các bạn ơi. Thật sự thì khá là đuối ha, cho cái động cơ này các bạn, cái máy cài này. 3 mét đúng, 1 mét chặt gáp vô máy nổ cà lông quá trời. Chỉnh về cái phần heo các bạn, cho
á là phải chỉnh xương nhẹ là một cái nữa nha. Tại vì hôm thì cứ tưởng là nó heo á, cho nên là chỉnh đã, cuối cùng thật ra là cái bét nó bị lỗi. Giờ là đưa cái bét mới vô cái là lắm thử để cho nó biết cũng. Hôm vậy ra này là cái máy nó lạnh tanh rồi các bạn. Máy nó giòn cái liền ha. Tiếng máy thì khá rất là im các bạn. Đang gắp cái nắp chụp cò vô ha. Chú Ba cho con xin một chút ý kiến về cảm giác của chú Ba giờ đi chú Ba. Vậy là phải làm chứ có gì nữa đâu. Lại cái cũ rồi chạy không nổi. Dạ. Hôm thì chắc cũng nằm thấp thỏm rồi coi suy nghĩ không biết bữa nay là ổn chưa ha. Dạ. Thì nãy thì nghe Lộc đề lên lại là gõ hai ba nhát là thấy cái tình trạng khối hồi tối nó hết cũng mừng ha chú Ba. Đúng rồi mọi người. Dạ. Để phát khói hoài, nóng máy nóng quá nóng rồi. Dạ. Ốc này dặn qua bỏ đâu. Coi là chú Ba chạy đi làm vài hôm xem là tình trạng dầu như thế nào. Có gì chú Ba sẽ báo lại cho Lộc. Rồi bây giờ gắp bô, chụp bô đầy đủ các bạn. Lộc sẽ đề lại một lần cuối cho các bạn và mọi người nghe nha. Dạ. Không còn khói chớp chớp như hôm qua nữa các bạn.
rồi thấy không? Chú ba. Chị lắm rồi. Dạ. Thì chú ba thấy cái tình trạng nó khối nó giảm được bao khoảng bao nhiêu phần trăm rồi? Hết khỏi luôn, lần khỏi trắng không không. Bây giờ đâu có khói dọn gì nữa đâu. Khỏe ha. Chú ba. Nó này tăng ga, nếu muốn tăng gì đó tăng. Bây giờ em sẽ cứng rồi, đúng xe zin đó. Đó thì giờ. Quá ok ha. Thấy cái lực máy nó lên nhiều không chú ba? Nhiều hơn. Nãy chú ba là chủ máy, anh kia là tài xế, cho nên là hai người cảm nhận một cách là chính xác nhất, là giống như một cái con ngựa mà đi. Chết,